Đây là Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay có bài hợp tác xã nông nghiệp cây châm xã 진 tế, chức hoạt động hội và tham gia xây dựng nông thôn mới. Và bài các trường học thành phố Châu Đốc luôn quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Thông tin liên quan đến sức khỏe. Trước hết chúng tôi xin điểm lại một số nội dung nổi bật trong tuần. Kính mời quý vị theo dõi. Trong tuần, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lâm Quang Thi cùng các ngành chức năng thành phố khảo sát kiểm tra các công trình trọng điểm và công tác bơm tiêu chống úng trên địa bàn thành phố. Dịp này, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi đã đến kiểm tra công trình đường Phan Đình Phùng nối dài và hệ thống bơm tiêu chống úng tại khóm Châu Thứ 2, phường Châu Phú B, khóm 1, 3 và khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A. Qua khảo sát, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lâm Quang Thi đề nghị các ngành chức năng nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ công trình và hệ thống bơm tiêu chống úng trước mùa mưa bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong tuần Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 năm 2020. Đại hội đã ghi nhận tung dinh mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài. Quỹ ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua 5 tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu khối thi đua năm 2019. Quỹ ban nhân dân thành phố tặng giấy khen 7 tập thể và 11 cá nhân. Liên đoàn Lao động thành phố tặng giấy khen 20 tập thể và hai cá nhân điển hình trên các lĩnh vực. Tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Quốc Tuấn đã phát động phong trào thi đua trong 5 năm tới với mục tiêu đoàn kết năng động sáng tạo ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025 phân đấu xây dựng thành phố châu đốc theo hướng đô thị du lịch thông minh phát triển bền vững theo đó tiếp tục phát động và vận động nhân dân cán bộ chiến sĩ công chức viên chức người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước như phát triển kinh tế đa dạng hóa sản phẩm mở rộng thị trường làm giàu chính đáng đẩy mạnh đô thị hóa xây dựng thành phố văn minh hiện đại thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào thi đua giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính và xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ban chỉ huy quân sự thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020. Năm 2020, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân được cấp quỹ chính quyền và hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Châu Đốc xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố thực hiện đúng đủ các bước, các khâu trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, đúng theo quy trình, đúng đối tượng, tiến hành chốt thực lực, xét duyệt chính trị và tổ chức khám sức khỏe. Tất cả các thanh niên nhập ngũ đều đạt các tiêu chuẩn về trình độ văn hóa và sức khỏe. Theo đó, năm 2020, thành phố Châu Đốc đã giao 97 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu, trong đó giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang là 40 thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang là 40 chỉ tiêu, Công an tỉnh An Giang là 17 chỉ tiêu. Dịp này, Quỹ ban Nhân dân thành phố Châu Đốc đã trao tặng giấy khen cho hai tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Trong tuần, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cho Đốc tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020, cụm thi đua 11 quyện thị xã thành phố. 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị 11 quyện thị thành phố trong tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân tham gia vệ sinh môi trường, khắc phục sự cố sạt lở, đặc biệt là tham gia có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, phong trào đã nâng đắp nghĩa, qua đó đã chi trả cho 3.785 đối tượng, với tổng số tiền 2 tỷ 117 triệu đồng theo các quyết định 62/49 của thủ tướng chính phủ và thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá về sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng quân sự quốc phòng địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào, lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững. Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho một tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Dịp này, ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng bằng khen cho tập thể công đoàn cơ sở và cá nhân Đoàn viên Lê Thiện Hòa, bác sĩ chuyên khoa 2 Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và công đoàn ngành y tế tỉnh An Giang cũng trao tặng 3 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc công đoàn cơ sở bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Trong tuần, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị giao ban công tác giáo dục lần 2 năm học 2019-2020. Năm học 2019-2020, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Châu Đốc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong cán bộ quản lý giáo viên và cha mẹ học sinh quy động học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu đối với bậc mầm non đầu năm học các trường đã xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo thông tư 28 của bộ giáo dục và đào tạo gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương đối với bậc tiểu học tổ chức tập huấn sách giáo khoa mới khối lớp 1 năm học 2020-2021 thống kê việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 của các trường gửi về sở giáo dục và đào tạo các trường đảm bảo thời gian công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 cho phụ huynh học sinh được biết. Còn đối với bậc trung học cơ sở, Phòng Giáo dục thành phố chỉ đạo và tổ chức đổi mới có hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học tích cực và kiểm tra đánh giá, phát huy phẩm chất, năng lực và thái độ của học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, vệ sinh có tính tham gia và dân chủ. Đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học sao cho phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Đến thời điểm hiện nay, toàn thành phố có 30 trên 36 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 86,11%. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua phong trào lập thân lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên phường Châu Phú B phát triển mạnh mẽ. Phong trào này được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có điều kiện học tập, phát triển kinh tế tiếp theo chương trình thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự anh dương phước hiền khóm châu quế phường châu phú b khởi nghiệp từ mô hình làm giường kết hợp chăn nuôi anh Dương Phước Hiền khóm Châu Quế, phường Châu Phú B, khởi nghiệp từ mô hình làm giường kết hợp chăn nuôi, bước đầu đạt hiệu quả. Với tinh thần lập thân lập nghiệp, anh Dương Phước Hiền khóm Châu Quế, phường Châu Phú B đã mạnh dạng đầu tư, tích cực học hỏi, vượt qua khó khăn, dương lên làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình. Anh Dương Phước Hiền có nhiều ngành nghề và cũng đi làm nhiều nơi, nhưng thu nhập không ổn định, nên anh quyết định tự thân lập nghiệp bằng cách học hỏi kinh nghiệm sau đó tự làm giường trồng cây kết hợp chăn nuôi. Vào năm 2016, anh bắt đầu thuê đất làm giường, thực hiện ước mơ của mình. Ý tưởng khởi nghiệp của anh Hiền đã nhận được sự ủng hộ, động viên nhiệt tình từ phía bạn bè và người thân. Tuy thời gian đầu khi bắt tay vào thực hiện, do chưa có kinh nghiệm và nguồn vốn hạn chế, nhưng được sự hỗ trợ của đoàn thanh niên Châu Phú B tạo điều kiện hỗ trợ cho anh được tiếp cận nguồn vốn dây 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Châu Đốc. Cùng với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, anh đã thực hiện mô hình trồng giường kết hợp chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế. Với diện tích đất 1.000 m2, anh trồng 65 gốc cây hạnh, 32 gốc dừa. Phần diện tích còn lại anh trồng sen canh, 15 gốc ỏi chanh. Đến nay, vườn cây của anh bắt đầu phát triển tốt và cho thu nhập. Đối với cây hạnh, mỗi ngày anh thu hoạch từ 15 đến 20 kg, với giá bán 12.000 đồng một kg. Dừa mỗi tháng anh thu hoạch một lần từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Cùng với ao hồ nước có sẵn, anh Hiền tận dụng để nuôi dịch. Mỗi lứa anh thả nuôi từ 50 đến 100 con vịt. Bên cạnh đó, để chủ động cho nguồn thức ăn, anh tận dụng thức ăn có sẵn từ phế phẩm nông nghiệp tự chế. Sau 2 tháng nuôi, đàn dịch thịt đầu tiên đã xuất chuồng. Trừ các chi phí, anh thu được lợi nhuận trên 4 triệu đồng. Trung bình gia đình anh thu nhập được từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng một tháng. Theo anh Hiền, bí quyết thành công không nằm ở chỗ chọn mô hình hay chọn cách làm mà nằm ở ý chí con người. Từ khi bắt tay làm giường, anh luôn tâm niệm phải tự lập tất cả các khâu chỉ khi có khó khăn mới nhờ sự giúp đỡ. Khó khăn thất bại cũng là chuyện thường nên con người phải biết vượt qua. Anh Dương Phước Hiền khóm Châu Quế, phường Châu Phú Bê chia sẻ. Những khó khăn lúc ban đầu là do không có được nguồn vốn nhiều và rất thiếu rất là nhiều kinh nghiệm nhưng có được phường đoàn hỗ trợ tiếp cận được cái nguồn vốn từ ngân hàng chính sách nên vay được 40 triệu và cũng có một số vốn tự bản thân cho nên là cũng đã phát triển được cái mô hình là làm vườn kết hợp với chăn nuôi thì đến nay là cũng có những bước tiến tiến bộ cũng như là có được cái tạo ra được cái nguồn thu nhập riêng cho gia đình cho cá nhân từ nguồn giống dây ưu đãi tạo cơ hội giúp đoàn viên thanh niên phát triển sản xuất từng bước cải thiện kinh tế gia đình dù khởi nghiệp bằng con đường nào thì quyết tâm vẫn là trên hết cùng với anh dương phước hiền nhiều thanh niên trên địa bàn phường châu phú b cũng có nhiều cách làm hay sáng tạo từng bước giúp cho thanh niên ở địa phương lập thân lập nghiệp anh hiền là một trong những thanh niên trẻ có tính sáng tạo ham học hỏi dám nghĩ dám làm và luôn đi đầu trong việc thực hiện mô hình trồng giường kết hợp chăn nuôi đạt hiệu quả mô hình của anh là điển hình cho thanh niên lập nghiệp và làm kinh tế giỏi tại địa phương đồng thời là nơi để người dân đặc biệt là thanh niên tham quan học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn sản xuất chị Nguyễn Thị Diễm Kiều phó bí thư Phường đoàn cho Phú Bê cho biết Đồng chí Dương Phước Hiền không chỉ là một đoàn viên thanh niên năng nổ, nhiệt tình với phong trào của hội, còn là tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu ở địa phương với mô hình làm vườn và chăn nuôi. Mô hình này đã giúp anh phát triển kinh tế, gia đình, đồng thời cũng là nơi để mà các đoàn viên thanh niên khác trên địa bàn tiếp tục theo cái mô hình của anh để cùng phát triển kinh tế. Thì trong thời gian tới, phường đoàn tiếp tục nâng cao tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn, trong đó chú trọng giúp thanh niên về vốn bằng cách là tiếp cận với nguồn vốn của hàng những sách, tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình về phát triển kinh tế. Qua đó khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành cùng với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với kết quả đạt được trong phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, từng bước khích lệ thanh niên trên địa bàn phường dâng lên làm giàu, thay đổi cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ thanh niên chưa có việc làm, thanh niên thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, tham gia phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hợp tác xã nông nghiệp cây chăm nằm trong vùng đê bao khép kín với diện tích đất nông nghiệp. Thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp cây chăm xã Dinh Tế góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ giới hóa trong nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa sản xuất nông nghiệp của địa phương phát triển hơn. Đặc biệt là trong tham gia xây dựng xã nông thôn mới Dinh Tế nâng cao. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Hợp tác xã nông nghiệp cây chăm xã Dinh Tế với hoạt động hội và tham gia xây dựng nông thôn mới. Hợp tác xã nông nghiệp cây chăm xã Dinh Tế thành lập ngày 15 tháng 8 năm 2005, nằm trong dùng đê bao khép kín với diện tích đất nông nghiệp là 360 ha, trong đó có 321 ha lúa, 36 ha giường và màu, 3 ha ao hầm. Khi thành lập hợp tác xã có 53 xã viên với tổng vốn góp 440 triệu 400 ngàn đồng, tương đương 1.144 cổ phần. Đến nay, hợp tác xã có 166 thành viên, tổng vốn góp là 724 triệu 035 000 đồng, tương đương 6.352 cổ phần với 160 thành viên. Hiệu quả kinh tế mà hợp tác xã nông nghiệp cây chăm đem lại đó là thực hiện đúng tiến độ kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết đại hội đề ra. Đối với khâu cung cấp dịch vụ, hợp tác xã đã phục vụ tốt cho bà con nông dân và thành viên. Hoạt động dịch vụ bơm tưới, tiêu ổn định phát triển và có lãi. Doanh thu bình quân hàng năm 1.699.975.800 đồng, lãi phân phối 118 triệu đồng. Trong đó, lãi Bình Quân chia trực tiếp cho thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ 60 triệu đồng. Lãi theo vốn góp 58 triệu đồng. Bình Quân lãi một cổ phần là 19.158 đồng. Tỷ lệ lãi cổ phần là 17,4% một năm. Song song đó, hợp tác xã phối hợp cùng với địa phương điều hành tốt lịch xuống giống đúng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và khuyến cáo của ngành nông nghiệp tập trung né rầy, từ đó góp phần giúp cho nông dân và thành viên giảm chi phí đầu vào. Công tác chống úng luôn luôn chủ động khẩn trương và đảm bảo tháo úng kịp thời, làm tốt công tác tuyên truyền, dẫn động thành viên về thực hiện luật hợp tác xã năm 2012 và các quy định có liên quan. Thời gian qua được sự quan tâm của đảng ủy, chính quyền địa phương cùng ngành nông nghiệp, thành phố, hỗ trợ cho hợp tác xã thực hiện mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ xây dựng nông thôn mới theo quyết định số 3.455 ngày 6 tháng 11 năm 2019 của ủy ban nhân dân thành phố châu đốc để hợp tác xã phát triển thêm một mô hình dịch vụ cung ứng giống về sản phẩm giống lúa om 5451 xác nhận tách hạt để cung ứng cho thành viên và bà con nông dân bên ngoài tăng thu nhập cho hợp tác xã và lợi nhuận cho thành viên Mô hình được thực hiện hoàn toàn phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động tại hợp tác xã, giúp hợp tác xã bước đầu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội thành viên lần thứ tư nhiệm kỳ 2019-2024. Doanh thu cung ứng giống vụ Đông Xuân năm 2020 được 63 triệu 900 ngàn đồng, trừ chi phí lãi hơn 8 triệu đồng giúp hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn kiên cố quá kênh mương và đưa vào sử dụng các trạm bơm điện có công suất lớn xây dựng kiên cố bê tông quá hay đường cổ kéo lúa ở khu vực tiểu dùng một đặc biệt tạo mới đường cổ kéo lúa tuyến tha la cống xả kênh tư lò hên trực tiếp dẫn nước vào phục vụ tưới vụ thu đông đặc biệt xây dựng trạm bơm tưới kênh tư lò hên thuộc khu vực ấp bà bài để chống hạn vào mùa khô hợp tác xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động thành viên và nông dân cùng tham gia xây dựng thôn mới vận động hỗ trợ và nông dân trong quá trình làm đường nội đồng kết hợp với máng tưới kênh tư lò hên và đường nội đồng nối đường cổ sáu ly Trong cây tuyến đường nội đồng kênh tư lò hên hỗ trợ thi công kéo điện hai đường nội đồng các công trình đã đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển vật tư nông nghiệp giao thương hàng hóa và nông sản thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương Ngoài ra còn xử lý lục bình tiếng kênh 10 gây ô nhiễm, cản dòng chảy. Hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ giới hóa trong nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa sản xuất nông nghiệp của địa phương phát triển hơn. Ngoài ra, hợp tác xã đã có nhiều đóng góp tích cực đối với các hoạt động tại địa phương như hoạt động của đoàn thể, hỗ trợ thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, tăng chế cho gia đình thanh niên, hỗ trợ chi phí xây cầu qua kênh rạch, tu bổ các tuyến đường cổ keo lúa. Hợp tác xã luôn có chính sách giảm giá bơm tưới đối với thành viên 2 kg lúa trên một công một vụ, đồng thời tạo được việc làm ổn định cho 19 lao động ở địa phương, trong đó 11 lao động là thành viên hợp tác xã, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động ở địa phương. Hợp tác xã tham gia đầy đủ các chế độ chính sách cho nhân viên như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, thu nhập bình quân 2 triệu 500 ngàn đồng một người một tháng. Hợp tác xã nông nghiệp cây chăm luôn được sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy địa phương và phòng kinh tế thành phố châu đốc, giúp hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn. Sự quan tâm hỗ trợ của liên minh hợp tác xã tỉnh và ngành nông nghiệp tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về quản lý và điều hành để nâng cao năng lực chuyên môn. Bộ máy quản lý trẻ có tâm quyết quản lý và điều hành đồng bộ, đoàn kết và tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, tạo được uy tín với thành viên và bà con nông dân trong dùng mạnh dạng mở thêm dịch vụ mới. Thời gian tới, hợp tác xã nông nghiệp cây chăm xã Dinh Tế sẽ thực hiện mô hình liên kết giữa hợp tác xã và tập đoàn Lộc Trời để gắn sản xuất với tiêu thụ vật tư và sản phẩm nông nghiệp. Hoạt động của hợp tác xã chủ yếu là trợ giúp thành viên giảm chi phí sản xuất đầu vào thông qua sử dụng các dịch vụ của hợp tác xã. Do đó, mục tiêu lâu dài của hợp tác xã là từng bước phát triển nâng chất và mở rộng thêm dịch vụ để cung ứng cho thành viên thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 về phát triển thêm dịch vụ sản xuất và cung ứng giống hợp tác xã sẽ mở rộng thêm diện tích nhân giống để cung ứng cho thành viên mở thêm dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp dịch vụ chăm sóc lúa cây ăn trái thưa quý vị và các bạn trong những năm qua công tác phòng cháy chữa cháy tại các trường học được các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện xác định phòng cháy chữa cháy là một trong những nội dung hàng đầu để triển khai trường học an toàn hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố châu đốc đều đã được trang bị thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy niêm yết nội dung tiêu lệnh chữa cháy quy định về thực hiện những điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để triển khai cho toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong các nhà trường những năm qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng giáo dục và đào tạo và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc đã tổ chức các chương trình tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong trường học. Cho đến nay, các trường học, cán bộ giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố đã nhận thức được vai trò tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường cũng như gia đình và ngoài xã hội. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài các trường học thành phố Châu Đốc luôn quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố châu đốc chưa xảy ra cháy tại cơ sở trường học Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trường học, khắc phục các yếu kém trong công tác phòng ngừa và thoát nạn khi xảy ra cháy, Công an thành phố Châu Đốc đã chủ động tuyên truyền trong các trường học trên địa bàn thành phố. Ngành giáo dục và các cơ quan chức năng luôn xác định nâng cao nhận thức và hiểu biết về phòng cháy chữa cháy có vai trò rất quan trọng trong các nhà trường bởi trường học là nơi tập trung số lượng lớn cán bộ nhân viên, giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động giáo dục, giảng dạy cùng với số lượng lớn tài sản như phòng tinh học, thư viện, phòng thiết bị, thí nghiệm, dễ gây ra những vụ cháy nổ nghiêm trọng. Chính vì vậy trong thời gian qua, việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trong các trường học trên địa bàn thành phố luôn được chú trọng thực hiện. Để chủ động phòng ngừa cháy nổ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các trường học trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm quy trình dạy học và đảm bảo an toàn ở các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng máy tính. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong tất cả các cơ sở trường học, làm cho lãnh đạo hiệu trưởng các cơ quan trường học nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được quy định trong luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản pháp luật. Các trường đã và đang đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và khắc phục tại chỗ các tồn tại thiếu sót, nhằm chủ động phòng ngừa tại chỗ. Các trường cũng trang bị cho học sinh kỹ năng sống phòng ngừa tai nạn trong sinh hoạt cộng đồng đặc biệt là ý thức phòng ngừa đối với tai nạn cháy nổ thực hiện nghiêm túc đầy đủ các yêu cầu thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình được cải tạo mở rộng và xây mới đặc biệt chú ý vấn đề giải pháp về lối thoát nạn hệ thống điện hệ thống chống xét và các hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, bố trí sắp xếp các chất dễ cháy, các đồ dùng dụng cụ gọn gàng, cách xa các nguồn lửa, nguồn nhiệt. Em Trần Tuấn Tú, học sinh khối lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi chia sẻ thông qua các buổi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy trong trường học. Bây giờ em đã biết cần phải làm gì khi tại trường học và trong gia đình xảy ra sự cố cháy nổ và cách thoát hiểm trong đám cháy. Qua buổi sinh hoạt chứa cờ như thế này, em cùng bạn bè sẽ có thêm nhiều kiến thức về phòng ngừa cháy nổ tại gia đình mình. Hàng năm, nhà trường đều phối hợp với công an thành phố Châu Đốc tuyên truyền tập quấn phòng cháy chữa cháy cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, quán triệt tinh thần phòng cháy hơn chữa cháy, phổ biến rộng rãi công tác phòng ngừa cháy nổ cho giáo viên chủ nhiệm từng lớp học, thường xuyên bổ sung phương tiện chữa cháy đầy đủ, lập phương án thoát nạn. Qua buổi tuyên truyền giúp cán bộ công nhân viên, thầy cô giáo và các em học sinh trong nhà trường có những hiểu biết sâu sắc hơn về công tác phòng cháy chữa cháy, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của mình, của người thân trong gia đình, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự an toàn phòng cháy chữa cháy trong và ngoài nhà trường. Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan trường học, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao ý thức trách nhiệm sống và làm việc theo pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình thời sự hôm nay là một số thông tin liên quan đến sức khỏe. Giảm cân từ lựa chọn dinh dưỡng thông minh. Trời nóng, các chị em thừa cân dễ nhễ nhảy, nhảy mồ hôi và nặng nề di chuyển. Hầu hết họ đều muốn giảm cân mà chưa biết phải làm thế nào. Sau đây là những giải pháp khoa học để giảm cân. Đảm bảo lượng đạm cần thiết. Protein thường được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên cáo cần bổ sung đầy đủ vì nó khiến bạn mất đi cảm giác thèm ăn có khả năng giúp cơ bắp phục hồi nhanh chóng. Do vậy, bạn cần đảm bảo tiêu thụ ít nhất 20g protein mỗi bữa ăn. Đơn giản trong chế phẩm thực phẩm, cách chế biến thực phẩm khác nhau tạo ra những món ăn có hàm lượng calo khác biệt. Hãy chế biến thức ăn đơn giản, nhanh gọn và ít năng lượng nhất có thể, nên luộc thịt thay vì rán, chọn món cá hấp thay món cá rán, một đĩa rau luộc thay cho món rau xào. Không bỏ bữa, bỏ bữa nhịn ăn khiến bạn uể oải, mệt mỏi, mất tập trung thiếu năng lượng cho các hoạt động. Khi bỏ bữa, bạn sẽ ăn bù vào bữa sau nhiều hơn. Nếu muốn giảm cân, bạn nên ăn đủ 3 bữa chính trong ngày. Những thực phẩm như rau củ quả rất giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ và lượng calo thấp giúp bạn có cảm giác no mà không sợ béo. Loại bỏ đồ ăn nhanh chế biến sẵn. Đồ ăn nhanh thực phẩm chế biến sẵn là những thực phẩm chứa nhiều calo và cholesterol nên có khả năng gây thừa cân, béo phì. Ngoài ra chúng còn chứa nhiều muối và chất bảo quản hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe không uống nước ngọt. Nước lọc là loại đồ uống cần thiết cho mọi hoạt động trao đổi chất của cơ thể. Thiếu nước, cơ thể khó thực hiện hoạt động chuyển hóa, dẫn đến giảm cân chậm hơn. Vì vậy, người muốn giảm cân nên uống nhiều nước hơn người bình thường. Nước sẽ giúp giảm lượng calo và loại bỏ độc tố trong cơ thể. Đặc biệt là không nên uống nước ngọt có ga. Quá nhiều calo trong loại đồ uống này sẽ giúp bạn tăng cân nhanh. Lưu ý, để việc giảm cân hiệu quả thì nên duy trì tập thể dục điều đặn. Mỗi ngày bạn nên dành 30 phút mỗi ngày để tập thể dục như đi bộ, chạy bộ, chơi một môn thể thao mà mình yêu thích. Hơn nữa, giấc ngủ cũng quan trọng trong quá trình giảm cân, nên ngủ nhiều hơn, ít căng thẳng hơn. Thiếu ngủ làm thay đổi hoạt động của não, dẫn đến việc con người cảm thấy đói hơn, làm tăng sự thèm muốn với thực phẩm nhiều chất béo. Thiếu ngủ dẫn đến mệt mỏi khiến cơ thể của chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng và tích tụ mỡ bụng. Các thực phẩm đốt mỡ thừa thần tốc để giảm cân giảm cân không phải là việc kiêng ăn càng nhiều càng tốt mà phải biết lựa chọn thực phẩm thông minh có tác dụng đốt mỡ thừa trong cơ thể hiệu quả bông cải xanh là thực phẩm dễ chế biến và dễ ăn chất sulforaphane phenylethylamin chính là thành phần giúp bông cải xanh trở thành thực phẩm đốt mỡ thừa hiệu quả qua chất này kích thích một loại enzyme giúp thúc đẩy các tế bào mỡ để đốt cháy chất béo cải xoăn thực sự mang đến nhiều lợi ích sức khỏe hơn bạn tưởng cung cấp nhiều dưỡng chất, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, giúp thanh lọc cơ thể, giúp giảm cảm giác thèm ăn, đau thải mỡ thừa. như vậy trong chế độ ăn uống giảm cân của bạn nên có món được chế biến từ cải xoan. Quả bơ từng được mệnh danh là siêu thực phẩm bởi hầu hết chất dinh dưỡng cần thiết cho con người đều tập trung trong quả. Trong quả bơ có chứa một lượng lớn chất béo không bảo hòa, có khả năng quá giải các hormone lưu trữ chất béo, đốt cháy lượng mỡ dư thừa hiệu quả. Không chỉ vậy, loại quả kỳ diệu này còn góp phần làm tăng sự trao đổi chất bằng cách bảo vệ các tế bào khỏi tác hại của gốc tự do. Hạt chia, từng được mệnh danh là siêu thực phẩm vì chứa hàm lượng lớn omega-3, chất xơ và protein. Những hạt có hình dạng nhỏ này lại mang đến lợi ích rất lớn cho quá trình giảm cân của bạn, kích thích hormone leptin đốt cháy chất béo trong cơ thể, từ đó hạn chế được sự thèm ăn. Chỉ cần một thìa hạt chia ngâm trong nước trong vòng 15 phút và uống, bạn sẽ không có cảm giác đói trong vòng vài giờ quả bưởi được xem là một trong những thực phẩm đốt mỡ dễ tìm nhất. Ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi ngọt sẽ làm giảm nhu cầu ăn ở bữa ăn kế tiếp. Nhờ vậy mà bưởi phát huy hai tác dụng, cản trở quá trình hình thành mỡ cũng như kiểm soát được cân thèm ăn không đáng có. Nếu bạn khó dùng được nước ép bưởi, có thể thêm vào chút nước cam ngọt và chanh. Hỗn hợp này ngoài lợi ích giảm cân còn hỗ trợ khả năng miễn dịch và thải độc tố khỏi cơ thể. Ngũ cốc nguyên hạt So với các loại ngũ cốc tinh chế, ngũ cốc chưa bị tước vỏ ngoài chứa nhiều chất xơ hơn, mà chất xơ lại đóng vai trò rất lớn trong việc tiêu diệt mỡ thừa. Ăn nhiều loại ngũ cốc này, bạn sẽ có cảm giác no lâu hơn, giảm được sự thèm ăn. Củ gừng được các nhà khoa học chứng minh có khả năng đốt cháy chất béo rất tốt. Vì thế, hãy cho gừng và chanh vào đồ uống của bạn để giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn. Quế là gia vị thơm giúp chuyển hóa glucose vào tế bào nhanh hơn, thế nên các nội tiết tố lưu trữ chất béo insulin ít bấm vào vùng bụng. Vì thế, quế cũng được xếp vào top các thực phẩm đốt mỡ hiệu quả, nhưng nhiều người lại bỏ quên. Một phần tư thì cà phê bột quế cho vào thức ăn sẽ làm chậm quá trình hình thành đường trong máu, giúp cơ thể ổn định liều lượng insulin, làm chậm việc sản sinh lớp mỡ mới. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt